Rồi, cái xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Không phải là cái bản screen chạy ROM T-Mobile đâu. Đây là chuẩn đét luôn và có cái số IMEI đuôi là 31313. Thì cái con này nó sẽ không còn mới mấy nữa, tầm khoảng 98% thôi. Nhưng mà còn L1 nhé, áp suất thì sẽ không còn đâu. Tại vì em tháo cái lớp lưng ra rồi để check cái linh kiện bên trong cho các bác ấy. Đấy, thì nó sẽ không còn áp suất đâu. Thì giá nó là 3,8 củ các bác nhé. Thế đây, nhân tiện sẽ soi luôn cái mặt lưng cho bác luôn. Thì cái mặt lưng này ấy, là có cái số email ở đây nhé, nhưng mà nó hơi hơi mờ mờ. Cái số email này nó là cái đời đời đầu hay sao ấy, nó rất là bé ở chỗ này này. Đấy, đấy có nhá, mà chẳng qua là nó mờ mờ thôi, không phải nó mờ mà nó ghi khá là bé ở đây. Chuẩn nhá, chuẩn số email ở lưng và ở bên trong máy giống nhau nhá các nhá. Đấy, nó hơi bé. Đây, còn cái mặt lưng này thì trông nó bẩn bẩn thế thôi, nhưng mà nó là còn rất là mới thôi nhé, nó không không xước ấy đâu, tại vì em lau nó chưa sạch thôi. Đấy, thì cái khăn này lau nó không không ngon các bạn. Đấy, thì đây quan trọng là cái cụm cam này này. Chờ một chút thì em lấy cái giấy khác. Đây, cái giấy này ngon, lau nó ngon hơn. Đây, thì quan trọng là cụm cam này. Thì cái cụm cam này nó có xước một chút các bác nhé, không phải là không xước đâu, thì có xước, em vẫn bảo là có xước này. Đấy, nó sẽ có hơi hơi xước một chút nhé. Đấy, nói chung là vẫn chấp nhận được, nó có hơi xước một chút thôi nhưng mà vẫn còn chụp hình bình thường, không vấn đề gì các bác nhé. Nó hơi xước một chút thôi, hơi khó nhìn nhỉ. Đó, đây các bác có nhìn thấy không? Đấy, tại vì cái cụm cam này thì anh em sẽ quan tâm, tại vì nó liên quan đến chụp ảnh mà. Nhưng mà các bác yên tâm nhé, cụm cam này nó có xước nhưng mà nó ở mức bình thường ấy, vẫn không 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 ảnh hưởng gì đến chất lượng chụp ảnh các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. Đấy, nó hơi khó nhìn, để soi lại phát nữa xem nào. Đấy, như này nữa xem nào. Đó, nó hơi khó nhìn chút. Rồi, ok. Thì nói chung là bảo đảm cho các bác là nó chụp hình không vấn đề gì đâu. Còn đây là cái cạnh dưới này. Đây, cạnh dưới thì các bác yên tâm nhé, nó gần như là không có vết xước nào cả. Cạnh dưới không hề có vết xước nào cả. Còn đây là cạnh phải đây. Cạnh phải cũng thế các bác nhé, không có vết xước nào cả. Đấy, đấy, ở trên này này, ở trên cạnh trên này này, đây thì nó sẽ có nhé. Ở trên cạnh trên đây thì ở trên cạnh trên này nó cứ bị một vết gọi là vết cấn ấy, kiểu như va đập ấy. Đây, đây các bác thấy không? Đấy, nó bị vết kiểu như va vào tường nhẹ nhẹ ở chỗ này này. Đấy, nó bị hơi lõm vào một chút đó, và cả bên này cũng thế, nó cũng hơi lõm vào một chút này, hơi khó nhìn nhỉ. Nói chung là nó cũng khá là khó nhìn đấy các bác, chỗ này. Bên này thì bé hơn đó. Rồi, còn cạnh trái cũng đẹp nhé các bác nhá, cạnh trái thì đẹp không vấn đề gì, cạnh trái đẹp không vấn đề gì. Cái viền CNC này thì em cũng soi rồi các bác nhá, cái viền CNC này thì là đẹp nhé các bác nhá, cái viền CNC là đẹp không vấn đề gì, không bị cấn móp chỗ nào cả, không, thậm chí gần như không xước luôn các bạn. Cái viền CNC rất là đẹp, nó chỉ bị hai cái vết cấn ở cạnh trên này thôi. Đây, một vết này và hai là vết này. Đó. Rồi, còn đây là cái mặt trước. Thì cái mặt trước này ấy, cái mặt trước này thì đang còn cái miếng cường lực, thì em cũng không tiện tháo ra, tại vì cái miếng này nó là cái miếng gò xịn đi các bác, cho nên là nó khá là đắt, cho nên là em vẫn cứ để yên. Tại vì em soi như thế này này, soi như thế này thì nó cũng không thấy nó bị xước ấy. Nếu như vết xước to thì các bác có thể là gắn cái kính cường lực lên, nó cũng không hết đâu. Cho nên là bác yên tâm, cái này chắc chắn một điều là cái màn hình trong vẫn còn khá là đẹp. Đó, có một phía trước đây, chỗ này thì là chỗ này xước ở cái kính, chỗ này đây, xước đây, thì là cái vết xước ở cái kính cường lực ngoài nhé các bác. Này, em rờ này, đây, nó xước ở kính cường lực ngoài nhé các bác nhé, chỗ này này, này, cho các bác yên tâm, chỗ này này, đó, rồi. Thì cái này nó cũng có một điểm hạn chế nữa là cái cam trước nó cũng bị một vết xước các bạn, hơi bị đen. Đây, đấy như này có nhìn thấy luôn này. Đấy, cam trước nó bị một vết xước như này. Đấy, nó hơi bị đen. Thì
Các bạn yên tâm, đấy là ngoại hình đấy nhá. Em sẽ thử luôn cái cam cho các bác xem luôn. Đây, cái cam trước đây các bạn, nó vẫn nét bình thường đấy các bạn, không vấn đề gì, không vấn đề gì cả các bác nhé. Đấy, vẫn nét bình thường. Cam sau đây, em cho các bác luôn. Đây, cam sau này nó vẫn cứ nét bình thường nhé các bác nhé, không vấn đề gì luôn. Đây, đó, không hề vấn đề gì. Cam các góc luôn, không vấn đề gì các bác nhé. Cam góc rộng này cũng thế, không hề vấn đề gì các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm, chất lượng cam con này vẫn ok, không vấn đề gì. Rồi, thì em sẽ test qua những cái chức năng cơ bản của nó nữa. Ok, vân tay bình thường các bác nhé. Đây, vân tay đây, bình thường này. Con này đang chạy Android mấy đây? Thì cái con này đã chạy Android 13 đấy các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. Em sẽ test qua cái mấy cái chức năng nữa. Xem nào, đây. Thì wifi bình thường này, wifi bình thường này, tắt này. Em sẽ nghe gọi phát. Tiệm cận bình thường này. Đó. Các bác yên tâm, lên 4G bình thường các bác nhé. Đấy, trong phòng em thì cái dòng 4G nó hơi yếu thôi. Ok. Đây. Con này thì còn L1 các bác nhé. Đây L1 đây. Xem còn cái gì nữa nhỉ? À quên, nói luôn lại cái L1 thì nó chỉ liên quan đến cái việc các bác xem phim thôi nhé. Xem phim trên cái app Netflix ấy, thì nó L1 sẽ cho cái độ phân giải cao hơn. L3 thì sẽ cho cái độ phân giải thấp hơn, có thế thôi. Ok, ngoài này còn gì nữa không? Rồi hết rồi, tí nữa mà kia em sẽ test cái cổng sạc nhé. Sẽ test này. Ok. Đây, tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm này. Các phím bấm bình thường nhé. Chuông bình thường không rè, rung này. Rung rất mạnh các bạn nhé. Cắp mic này. Mic dưới ok này. Mic trên ok này. Mic ở hông ok này. Ok hết nhé, mic 4 mic đều bình thường hết các bác nhé. Rồi, cảm ứng này. Đó, cảm ứng thì bình thường hết các bác nhé, các bác yên tâm. Còn cái xoay ngang xoay dọc cũng bình thường hết các bác nhé. Con này thì đương nhiên sẽ không còn áp đâu, cho nên không thể áp. Đây, em sẽ test cái thứ nhất là IMBL11 này, không sợ là fake email đâu. Battery thì sẽ không test đâu. Đây, thì cái con này các bác yên tâm nhé, là cái màn hình nó còn rất là đẹp, không hề có lưu ảnh gì các bác nhé. Đấy. Thậm chí con này nó không, gần như không bị ám ám gì cả, không bị ám hồng hay, tại vì V60 nó hay bị ám, hơi hơi ám hồng hồng ở cái cạnh viền ấy, hai cạnh viền này, nhưng mà con này gần như không có nhá các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác yên tâm. Rồi, em sẽ test cái cổng cổng sạc này, tại vì con V60 ấy, thì là các bác cũng rất là quan tâm đến cái cổng sạc đấy. Tại vì V60 thì nó hay bị lỗi cổng sạc, cho nên các bác yên tâm. Em test rất là kỹ, thì cái dây này là cái dây A2C mà em hay dùng để test tất cả những con điện thoại. Tại vì cái dây này nó là chuẩn, nó không phải chuẩn mà là nó là loại đều ấy, loại bình thường ấy. Đấy, cho nên là nếu mà cái dây này mà ok thì chắc chắn là cái dây của các bác ở về nhà cũng ok. Đấy, đây là các bác. Thì cái dây này con này nhận sạc nhanh bình thường nhé. Đấy, đổi chiều này. Đấy, cũng bình thường, xem bình thường nhé. Đấy, còn đây sẽ dùng cái dây, đây là cái dây C2C 25W này, có hỗ trợ PD này. Đấy. Thì đương nhiên là con này nó sẽ lên PD04, các bác yên tâm. Sạc nhanh bình thường. Đó. Và lát nữa em sẽ tháo hẳn ra để cho các bác biết được là cái cáp của con này nó là cáp loại gì nhé các bác nhé. Đây, thì em sẽ tắt máy đi, em sẽ tháo hẳn ra. À thôi, cứ tháo ra đây, đến đâu thì sẽ nói đến đấy. À, cái thời gian tháo ấy nó sẽ hơi lâu một chút, các bác thông cảm nhé. Đây. À, tại vì các bác cũng biết rồi đấy, V60 bây giờ ấy, nó dựng nó rất là nhiều,
như anh em cũng biết rồi, nó phải nói đúng là nó dựng rất là nhiều. Tại vì các bác cũng biết rồi, một phần ấy là cái chân sạc của nó ấy, là nó hay bị lỗi ấy, dẫn đến là phải tháo ra để mà fix chân sạc. Thì đương nhiên tháo ra thì sẽ không còn là gì nữa, thì gọi là hàng dựng rồi. Tuy nhiên ấy, không phải cứ hàng dựng là hàng 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 lởm đâu. Thực sự là nhiều bác vẫn cứ quan niệm là cứ dựng là lởm, thì thực sự là không phải. Nhiều khi ấy, các bác cứ nghe những cái thương gia khác người ta nói là máy zin, nhưng mà chả biết có zin không các bạn. Nó thật sự là các bác chỉ có tháo ra mới biết là zin hay không thôi, chứ còn nghe lời cam kết bảo là zin ấy, thì em cũng nghe nhiều rồi. Và khi mà con máy về về tới tay em ấy, em tháo ra thì mới biết là nó zin hay không thôi, và thường thường ấy, là em là nó không zin các bạn. Cho nên là các bác cũng cũng không phải là cứ 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 nghe cái lời bảo là zin thì là không đúng đâu, nhiều khi nó không đúng đâu các bạn đó. Thì đây cái cục pin này, cái cục pin này nó là cục pin zin theo cái máy này luôn các bác nhé. Nó chưa bị bóc lên mà các bác, nó chưa bị bóc lên, nó còn rất là chắc chắn. Và cục pin này là pin zin chính hãng luôn các bác nhé, và rất là ngon. Thì tại sao em đã bảo là con này ngon, tại vì cái cục pin này là em đã có thời gian để ở đây, để tại nhà em này này, nó tầm 5 ngày rồi. Tại vì mấy ngày này em bận quá, em toàn đi đi làm bận quá, em chưa kịp làm cái con này, cho nên là em biết là pin nó còn ngon, tại vì thời gian chờ nó rất là tốt đấy. Đây này, để 5-6 ngày rồi mà pin nó đây không phải sạc nữa thôi, em tắt rồi mà không 5-6 ngày rồi pin nó vẫn còn 80% đấy. Thì các bác yên tâm, nó còn rất là ngon. Đây thì em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem. À, mục đích tháo của em này này, tại vì máy nó dựng nhiều ấy, thường thường là người ta dựng nó làm mất cái miếng đồng tản nhiệt ở bên trong ấy, cho nên các bác nào mà mua về phải những con máy như vậy thì nó hay bị chết mên lắm các bạn. Đấy, nó hay bị chết mên lắm, tại vì không có miếng đồng tản nhiệt ấy, thì nó hay bị chết cái mên. Thì đây các bác yên tâm nhé, cái mên này là mên zin đét đẹp, đẹp luôn, không hề có bị làm cái gì cả, còn rất là mới luôn. Đấy, cho các bác yên tâm nhé. Em cũng tháo ra, em cố gắng hết sức là không bao giờ động vào những cái miếng bên trong này, chỉ động như này thôi. Đấy, cho các bác yên tâm. Đây, để đây đó. Ok. Thì đây, các bác yên tâm nhé. Đồ trên con này thấy vẫn còn miếng đồng tản nhiệt đây. Cái miếng đồng này rất là to các bạn, nó tản nhiệt rất là tốt. Cho nên các bác không mà mất cái miếng này thì là rất là nguy cơ ấy. Còn đây, em tháo cái vân tay này ra. Để cho các bác nhìn được. Đây các bác, để các bác nhìn được đây này. Cái chân sạc này nhá, cái chân sạc này. Đây này. Nó là chân sạc còn zin nhá. Đây này các bác. Đây này, cái chỗ phần 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 chỗ này này, nó còn đổ keo của hãng ấy. Keo hãng thì nó đổ rất là khít, rất là đẹp các bác nhá. Cho các bác yên tâm. Nhìn cái chân sạc zin mới biết ngay các bạn. Đấy. Thì cái chân sạc này là thứ nhất là zin theo máy này, và nó chưa bị lỗi nha các bạn nhá. Thì đương nhiên ấy, nhiều bác ấy cứ nghĩ là những cái chân sạc nào đã được fix ấy, thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà thực ra là nhiều khi nó không phải đâu. Đúng là fix thì cũng là tốt, nhưng mà nhiều khi gặp phải những cái tay thợ không cứng ấy, không 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 giỏi ấy, thì là nhiều khi fix là chỉ dùng được cái sạc PD thôi, còn sạc 18W thì không được đâu. Đấy, nhiều khi là như vậy. Còn đây là sạc zin này, không hề có sửa chữa gì và nó đang còn ngon các bác nhé, như nãy em test rồi đấy. Thì về nhà các bác dùng, các bác cứ cắm nhẹ nhàng thì em bảo đảm là nó cũng bền cả đời luôn, các bác không phải lo nhé. Nhiều anh em cứ sợ cái lỗ chân sạc quá, nhưng mà thực sự là anh em phải hiểu nó thì mới mới không sợ thôi, chứ còn mới vào mới biết đến LG hoặc là mới chưa gì đã nghe con V60 là hay lỗ chân sạc lắm, sợ là sợ sốt vó rồi, thì không phải đâu. Đấy, các bác yên tâm, cái chân sạc tốt nhất đó là chân sạc zin và nó chưa bị lỗi, thì về các bác dùng bình thường nó không sao cả. Và nếu mà các bác muốn sau này cũng thế thôi, nó dùng một thời gian thì nó có thể bị mòn, hoặc là các bác làm mạnh mẽ quá thì nó sẽ có thể hỏng, thì các bác thay hẳn cái bo mạch sạc từ đây đến đây, cáp mới luôn nha các bác, thì nó sẽ là ngon nhất. Chứ còn bảo đi fix thì nhiều khi là nó hên xui lắm, nó tùy vào tay thợ mà. Đấy, rồi ok, thì con này bảo đảm cho các bác là tất cả chức năng là ok hết, không vấn đề gì cả, và đồ trong này đều là zin hết. Các bạn yên tâm nhé. Rồi ok, chào các bác.